Những đôi vợ chồng độc lạ Bình Dương của làng giải trí Hoa Ngữ, Giả Hiểu Thần muốn tiễn Phan Thế Hoàng đăng xuất 100 lần. Có cô vợ còn ủng hộ chồng mèo mả gà đồng. Trong làng giải trí Hoa Ngữ có những cặp vợ chồng lạ lắm, cuộc sống hôn nhân của họ rất bất thường. Ví dụ như Giả Hiểu Thần đã hơn 100 lần nghĩ đến chuyện tiễn Phan Thiếu Hoàng sang thế giới khác, hay Lưu Gia Linh bắt Lương Triều Vĩ sống riêng, không cho chồng đụng vào đồ riêng của mình. Vì sao cuộc sống vợ chồng của họ lại kỳ lạ đến thế? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu thử nhé! Lưu Gia Linh, Lương Triều Vĩ. Chuyện tình cảm của Lưu Gia Linh và Lương Triều Vĩ có rất nhiều sóng gió. Lưu Gia Linh đã phải đánh bại rất nhiều bóng hồng đình đám như Lê Mỹ Nhàn, Trương Mạn Ngọc mới có thể về chung một nhà với chàng ảnh đế đình đám. Ấy thế mà sau khi về chung nhà, cô lại khiến chồng phải đau đầu vì căn bệnh thích sạch sẽ của mình đó. Rõ ràng là vợ chồng, nhưng Lưu Gia Linh không cho phép Lương Triều Vĩ ngủ chung phòng. Thậm chí, cựu hoa đán TVB còn phân chia mọi vật dụng trong nhà, cấm chồng đụng vào vật dụng riêng của bản thân, đặc biệt là nhà vệ sinh. Đào Hồng, Từ Tranh. Thông thường, trong hôn nhân, người ta thường đặt ra yêu cầu rất cao về lòng chung thủy của nửa kia. Thế nhưng, điều này lại chẳng hề đúng với vợ chồng Đào Hồng và Từ Tranh. Mọi người tin không, suốt nhiều năm về chung nhà, Từ Tranh thường xuyên bị bắt gặp qua lại với nhiều cô gái trẻ, khiến Đào Hồng phải muối mặt. Ấy vậy mà người đẹp chàng chưa si tình lại cực kỳ bình thản khi bị phụ bạc. Thậm chí, cô còn lên show công khai ủng hộ chồng mèo mả gà đồng, tuyên bố các mối quan hệ sinh lý không được tính là phản bội. Chỉ cần trái tim Từ Tranh còn dành cho gia đình thì anh vẫn là người chồng người cha tốt. Ủa gì vậy? Dĩnh Nhi, Phó Tân Bác. Năm xưa, Dĩnh Nhi và Phó Tân Bác từng được coi là một trong những cặp vợ chồng ngôn tình của làng giải trí. Thế nhưng, mọi ảo tưởng của khán giả về họ đã tan tành bởi Phó Tân Bác là anh chàng ích kỷ, cưới vợ nhưng vô trách nhiệm. Theo lời của Dĩnh Nhi thì chàng diễn viên này cưa đôi mọi chi phí sinh hoạt với vợ, bao gồm việc nuôi con. Thế nên, lúc Dĩnh Nhi bầu bì, anh coi đó là chuyện riêng của vợ, để mặc cô gồng gánh mọi chi phí dưỡng thai. Dĩnh Nhi vì áp lực tiền bạc mà vác bụng bầu đi đóng phim, kết quả là ngôi sao trẻ này bị động thai, song sinh chỉ còn một. Lý Vinh Hạo, Dương Thừa Lâm. Thông thường, các cặp vợ chồng nổi tiếng của Hoa Ngữ có rất nhiều clip tương tác, chia sẻ về cuộc sống hôn nhân. Thế nhưng, nguyên lý này lại chẳng đúng với Lý Vinh Hạo và Dương Thừa Lâm bởi cuộc sống hôn nhân của họ lạ lắm. Dù là vợ chồng nhưng cả hai lại sống mỗi người một nơi, chàng hoạt động ở Đại Lục, nàng phát triển sự nghiệp ở Đài Loan. Bên nhau thì ít xa cách lại nhiều. Đỉnh điểm là có giai đoạn, họ không gặp nhau suốt 300 ngày, giao lưu thông qua điện thoại. Ấy vậy mà sau 4 năm kết hôn, cặp đôi ca sĩ này vẫn rất hạnh phúc và ngọt ngào. Phan Thiếu Hoàng, Giả Hiểu Thần. Nếu phải chọn cặp đôi độc lạ Bình Dương nhất Hoa Ngữ thì Phan Thiếu Hoàng và Giả Hiểu Thần chắc chắn sẽ đứng đầu. Về chung nhà tận 8 năm, thế nhưng Phan Thiếu Hoàng vẫn ôm khư khư mọi tài sản trong tay, bỏ mặc vợ con đối mặt chủ nợ. Bản thân Giả Hiểu Thần vì hôn nhân bất ổn mà dần cạn tình với chồng. Trong buổi phỏng vấn gần đây, cô thừa nhận mỗi ngày đều nghĩ chuyện ly hôn đến 50 lần. Thậm chí, có đến hơn 100 lần cô nảy sinh ý định tiễn Phan Thiếu Hoàng đi xa cho đỡ mệt mỏi. Tuy nhiên, vì ràng buộc tài sản nên Giả Hiểu Thần chỉ có thể cắn răng chịu đựng.